Sale 5 tháng 5, muôn vàng ưu đãi hấp dẫn của Benetton. Các chàng đã sẵn sàng chưa? Hi, xin chào các chàng trai thân thương của Benetton. Đầu tháng, lương về rồi đúng không nào? Hãy ghé qua website và các kênh thoại điện tử official của Benetton để cùng săn ngay những item cực chất với giá siêu hời nha. Vào ngày 5 tháng 5, chúng mình sẽ tổ chức chương trình sale đồng giá sẽ diễn ra ở các khung giờ 9 giờ, 12 giờ và 19 giờ với các sản phẩm đồng giá với mức giá cực kỳ ưu đãi từ 169k tới 399k cho các chàng thỏa sức lựa chọn. Các sản phẩm đến từ dòng Specialty, Outlet và một sản phẩm đặc biệt sẽ sớm được bật mí, đa dạng các item từ áo thun, polo đến quần sọ, quần tây. Đã săn sale phải có đồ chất. Chương trình flash sale 5 tháng 5 tại Benetton là cơ hội để các chàng có thể sở hữu những item thần thánh như áo thun Seaton, những áo polo nam tính, quần tây thánh lịch, BT bực màu cá tính. Các nào cũng chàng, Benetton còn đang có chương trình bình ổn sale dành cho những sản phẩm áo thun BT, mua càng nhiều giảm càng sâu, không lo âu về giá, giảm đến 25% tại website của Benetton. Nhiều màu sắc cho chàng tự tin bực màu cá tính mỗi ngày. Bật mí thêm, chúng mình còn giảm 5% cho tất cả những sản phẩm tại các kênh thương mại điện tử vào ngày 5 tháng 5. Để xem chàng nha. Cầm điện thoại lên, bật ngay lời nhắc để cùng Benetton săn những sản phẩm cực chất với giá cực ưu đãi nha. Let's go!